Có loại trâu thì nó vắt kiệt sức rồi, có nghĩa là đạp quá nhiều trâu mái. Có loại trâu thì mới nuôi lớn, chưa kịp đạp mái thì đã bị xẻ đàn. Chào bạn, nhiều bạn hỏi cạc Vega trâu tại sao nó 2 không bán, thì thực sự để lựa chọn ra một vài cái mã cạc Vega trâu mà nó ổn định thì rất khó. Và trên tay Tùng đang là một chiếc Vega trâu bò nhé, khẳng định trâu bò 100%. Mới đi này các bạn này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem mã của nó. Tại sao lại lựa chọn này? Thứ nhất là nhìn nó đẹp. Đây các bạn nhìn này. RX570 4G. Các bạn sẽ thấy là Vega trâu rất rẻ, nhưng mà trâu thì cũng có rất nhiều loại trâu. Có loại trâu thì nó vắt kiệt sức rồi, có nghĩa là đạp quá nhiều trâu mái. Có loại trâu thì mới nuôi lớn, chưa kịp đạp mái thì đã bị xẻ đàn. Thì đây là một dạng như vậy, đây là một dạng Vega trâu kiểu vậy. Nó vẫn còn bảo hành chính hãng nhé. Đây, Tùng sẽ chỉ cho các bạn xem. Chúng ta lấy MSD của Mai Hoàng làm điểm mốc nhé. Các bạn nhìn thấy số 17 chưa? Số 12 chưa? Vậy là nó được xuất chuồng vào năm 2017 và tháng 12. Vậy là nó còn bảo hành đến tháng 12 năm 2020. Thoải mái cho các bạn nhé. Con này mà mua khá chát đây này. Đây không biết đơn vị nào còn bảo hành đến này. Con này tôi mua khá chát, hơn 1,7 triệu. Các bạn sẽ thấy tại sao lại mua RX570 giá hơn 1,7 triệu. Vì đơn giản nó còn bảo hành và giá nó khá chát khi đầu vào. Có thể nó cũng thể tượng trưng cho chất lượng nó ổn định hơn. Còn đồ điện tử thì chúng ta không chắc chắn một cái gì 100% cả. Nguồn 8 pin này các bạn. Nói đồng hơi bị lệch một chút. Thường một số các đơn vị thiết kế nó sẽ thiết kế cả phần đồng bên này để cho nó cân bằng ở cái phần tỏa nhiệt này. Nhưng con này nó thiết kế lệch ra một chút. Còn đây nhá, chúng ta sẽ thấy này. Nó, các cổng của nó không đến nỗi rỉ cho nắm. HDMI này, Display này và DVI này. Đây các bạn nhìn tỏa nhiệt của nó này, chúng ta có thể soi kỹ vào, nó không có tình trạng mốc meo cho nắm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test hiệu năng của chiếc RX570 bản 4G còn bảo hành chính hãng của Mai Hoàng. Đây các bạn nhìn xem, khá long lanh. Ở tem đây thì vẫn nguyên tem mới đi, chưa đục rồi. Vì vậy là an tâm trong quá trình sử dụng. Có vấn đề gì thì chạy ngay lên Mai Hoàng ở chỗ 210 Phố Vọng, các bạn bảo hành là ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi test nhiệt độ và chúng ta đi test hiệu năng cái Vega này. Và cũng khuyến cáo nhé, Vega này các bạn sẽ phải dùng đến nguồn 500W công suất thực đổ lên thì nó mới có thể cân được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành xác con RX570 còn bảo hành chính hãng ở Mai Hoàng này. Các bạn vừa nhìn thấy đó là FPS của nó rơi vào trạng thái 63 và nhiệt độ cũng gọi là mát đấy các bạn. Với cái nhiệt độ min 60 và max 71 thì thực sự với những dòng RX như này có thể nói là mát. Và quá trình test hơi lâu, vì vậy là trong nó có ngủ đông nên các bạn nhìn thấy là gập ghềnh đồi núi nhấp nhô. Đó các bạn thấy đúng không ạ? Đồi núi nhấp nhô thì chúng ta ngắm nó mới phê. Đây là chế độ test full max của 3D của RX570. Tất cả mọi chế độ test thì đều ở trạng thái tương đối. Chúng ta còn phải chơi game xem nó có thể loát hết RAM hay không, chứ không để dựa 100% vào cái trạng thái test full max vừa rồi. Và đây là những cái thông số cấu hình và nhân viên Tùng vừa sâu ra đang tập ném mìn đây. May hà bưởi. Xem nào, bản PUBG, bản PC Mobi đây. Mobi rồi. GPU 68 độ C đang hoạt động là 100%. CPU là 61 độ C đang hoạt động là 53%. RAM hoạt động 8GB, FPS ở trạng thái rơi vào 100. Quên mất là chưa để ý và cũng không hỏi nhân viên là ông đang set ở cái mức nào. Đã dặn trước là khi set thì phải để cái đấy để cho anh em bằng hữu nhìn thấy là mình đang set ở cái mức nào để anh em còn biết. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nhảy dù nhé. Các video trước đây, khoảng 1-2 năm trước đây khi Tùng test game ấy, thì không bao giờ Tùng bắt tỏa nhiệt cho CPU cả. Vì vậy nhiều khi các bạn thấy là CPU của Tùng toàn như kiểu là ở cái nhiệt độ 100 độ C có thể đun sôi nước được. Ở cái thời điểm này khá bận nên có nhiều video. Chúng ta đang áp dụng cái chiến thuật cấm đầu xuống đất của nhảy dù của bản PUBG, bản Mobi.
vừa cấm được tí thì anh ta đã sợ chết và phải buông dù để nhảy xuống đất. Chúng ta sẽ đi qua một đội hình đồi núi nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp, cũng có nhà này. Ở thời điểm trước các bạn thấy là khi Tùng test game PUBG hay bất kể một game gì, kể cả LOL, thì nhiệt độ của chúng ta thường ở trạng thái là 100 độ C. Kiểu đó là không chơi phải đập cho bằng được, bắt kiệt sức ấy. Thì lúc đó thường là không bắt quả tỏa nhiệt, vì vậy là nhiệt độ nó thường như vậy. Và cũng đang nợ các bạn một số video liên quan đến ẩm thực được làm và được thiết kế hay được nấu nướng từ Vega, có nghĩa là lấy nhiệt độ của Vega để rán trứng hay lấy nhiệt độ của Vega để nướng thịt bò, cũng như lấy nhiệt độ của Cebu để làm những cái video đó. Thì thời gian này thực sự là bận quá, mải ngắm Covid, mải ngắm tứ thứ linh tinh nên chưa thời gian làm cho các bạn. Cái trò PUBG này nó giống một thôi sinh như vậy mà cũng bắn đúng nè, chán. Cái trò PUBG này nó giống như một cuộc chơi sinh tồn, và người nào sống cuối cùng thì đó là người chiến thắng. Cuộc sống chính là một bản hùng ca sinh tồn, bạn phải sống sót rồi hăng tính, đó là xưng hùng xưng bá. Chết đi rồi có ai biết được đâu, chết đi rồi chỉ có run đất là bạn thân, và chỉ có cát bụi biết chúng ta đâu. Còn những cái lý thuyết bảo chết đi rồi được lên thiên đàng hay chết đi rồi thì để sử sách, thì cái đấy thì thực sự là hãy viết sử sách khi còn đang sống, chứ đừng để sử sách viết mình khi đã chết, chỉ có làm bạn với run đất thôi. Vì vậy là chơi game cũng có cái lý của chơi game, nó cũng cho chúng ta những kinh nghiệm để chúng ta sinh tồn và chúng ta sống. Chúng ta giết được một người đấy. Đúng là nếu cuộc sống mà có những cái địa điểm đẹp như này để mà đi du lịch thì cũng phê. Cuộc đời có một ước ao, có một khát khao, đó là được đi du lịch ít nhất là hết đất Việt Nam. Một tour du lịch có phượt hết đất Việt Nam bằng xe máy hoặc là chạy bộ. Nhưng mà cơm áo gạo tiền quá nên chưa có thời gian sắp xếp. Nhưng ít nhất cũng phải đi được gần 40 tỉnh ở đất Việt Nam rồi, còn một số tỉnh chưa đi được. Khi chúng ta giao tranh thì các bạn thấy là FPS của chúng ta có những lúc mà nó sụt đến khoảng 70 nhá. Tất nhiên các bạn là người chơi game thì bạn có thể nhìn thấy những cái thông số này thỏa mãn với các bạn hay chưa. Còn với con mắt của Tùng thì thực sự là chỉ có bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu thôi. Và đến con số người chết hiện ở góc phải màn hình xem là cuộc sống sinh tồn nó được đến đâu thôi, chứ mình cũng không để ý đến game cho lắm. Mặc dù thực sự là cái game đang mang lại tiền cho mình, nhưng thực sự là ngày xưa thì chơi mỗi cái trò Pikachu mấy cả bắn bóng mấy cả chơi rắn thôi, chứ cũng chẳng chơi cái gì khác. Đây đang là cái thời điểm ở cái trạng thái là mùng 8 tháng 5 năm 2020. Có một người nói đó là sau Covid là phải đi tập thể dục. Lý do tại sao? Không phải là vì sức khỏe của bản thân. Sức khỏe của bản thân đó là điều hiển nhiên. Sau Covid phải chuẩn bị cho một cuộc trường kỳ, đó là liên quan đến vận mệnh của đất nước Trường Sa, Hoàng Sa. Cũng không biết là bao nhiêu năm nữa, và cũng chẳng biết bao nhiêu lâu nữa sẽ có một cuộc chiến tranh Việt Nam Trung Quốc. Tất nhiên là chiến tranh đây không chỉ có tiếng súng, chiến tranh còn liên quan đến chiến tranh kinh tế, đủ loại chiến tranh. Và nếu các bạn để ý tình hình thời sự những ngày qua, thực sự chúng ta có thể dùng đến cái từ ban con bạc căng, khá căng. Vì cứ đến cái dịp đó là 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì dân Trung Quốc lại kéo thuyền kéo bè ra làm loạn ở Biển Đông. Bây giờ có một câu hỏi lên thân Trung Quốc hay thân Mỹ, thì thực sự là đứng ở các cạnh nào đi chăng nữa, ôi ẩn và lúp là đôi bạn thân, có liệu có sống sót được không, hay là nó giết mình ngay bây giờ, chúng ta đang chờ đợi. Chết mày hả bưởi, ôi giời ơi, bắn trộm được nó cái thì mình cũng teo. Các bạn hãy ấn vào phím đăng ký và phím quả chuông để các bạn có thể cập nhật những video mới nhất, để các bạn có thể cập nhật phần 2 khi Tùng hành xác con RX570 này. Cũng để đón chào một video mới, đó là siêu phẩm màn hình của Dell, chết bất đắc kỳ tử, tại sao em nó ra đi không một lời chăn chối ở cái video sau.